Khi xuân đến, vạn vật như bừng tỉnh sau một mùa đông khô lạnh. Cây cối đang chuyển mình cho mùa sinh trưởng mới. Từ cỏ cây, hoa lá đến chim muông đều háo hức cho một mùa sinh sôi nảy nở, mùa của những đổi thay lớn nhất trong năm. Mọi sinh vật đều muốn khoe mẽ hết vẻ lộng lẫy của mình để tạo nên bản hòa ca đa sắc màu của cuộc sống. Mùa sinh khiến cho không gian trở nên thi vị hơn khi những loài chim tìm kiếm cho mình người bạn đời lý tưởng để kết đôi, chuẩn bị cho những thế hệ tiếp theo. Trong suốt cả mùa đông, nhiều loài chim sống tụ tập thành đàn, cùng nhau kiếm ăn hòa thuận. Cách liên kết đông đảo này giúp chúng hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn trước những hiểm nguy ngoài tự nhiên. Cuộc sống đang diễn ra êm đềm như vậy, bỗng một ngày xuất hiện sự dạn nứt giữa tình thân ái của cả tập đoàn. Những cuộc cãi cọ nhỏ diễn ra thường xuyên hơn rồi lan rộng thành làn sóng. Một vài con đang cùng kiếm ăn vui vẻ, bỗng tách khỏi đàn, đậu trên cành, cao hứng hót một vài câu ngắn ngủn. Hình như những tia nắng ấm đầu xuân là thủ phạm làm thay đổi nhịp sống bên trong của đàn chim và làm thay đổi cả tính tình của chúng. Mùa chim làm tổ bắt đầu như vậy đấy. Chim sinh sản theo mùa, như hầu hết các loài sinh vật khác sống trong thiên nhiên. Gần như quanh năm đều có thể bắt gặp chim làm tổ, không loài này thì loài khác. Nhưng phần lớn các loài chim có mùa sinh sản bắt đầu vào mùa xuân, lúc khí trời đã ấm áp và cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc là thời điểm thuận lợi cho con non chào đời. Quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ đã giúp cho mỗi loài chim ở từng vùng khác nhau định hình được một mùa sinh sản. Chúng phải tính toán làm sao lúc chim non chào đời sẽ trùng khớp vào giai đoạn thức ăn ngoài thiên nhiên phong phú nhất. Ở những vùng mà khí hậu chia ra làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, như các cao nguyên phía Tây dãy Trường Sơn và vùng Tây Nguyên, các loài chim ăn sâu bọ thường làm tổ vào đầu mùa mưa. Đây là lúc côn trùng bắt đầu nở rộ, sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn. Các loài chim ăn quả và hạt lại thường làm tổ vào cuối mùa mưa, là thời điểm nhiều loài cây rừng bắt đầu có trái chín. Trong khi đó, những loài chim ăn thịt lại chọn thời điểm làm tổ vào giữa mùa khô, lúc mà cây cối trong rừng bắt đầu rụng lá, làm các con mồi ít có chỗ ẩn nấp. Khi mặt đất trơ trụi thì cơ hội cho những kẻ săn mồi từ trên cao nhào xuống sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vậy thì các loài chim dựa vào yếu tố nào để biết được là đã đến thời kỳ làm tổ thích hợp của chúng? Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh mọi tập tính sinh sản của chim đều do sự điều khiển của hormone ở các tuyến nội tiết, mà đầu tiên là tuyến yên ở đáy não. Giới khoa học chứng minh rằng cường độ hoạt động của các tuyến nội tiết lại tùy thuộc vào sự thay đổi
của các yếu tố ngoại cảnh, đặc biệt là thời gian chiếu sáng của mặt trời. Bằng thực nghiệm khi tăng thời gian chiếu sáng, người ta thấy rằng tuyến sinh dục của chim phát triển rất nhanh. Ngược lại, nếu giảm bớt thời gian chiếu sáng thì sự phát triển của tuyến sinh dục bị kìm hãm. Điều này được thể hiện rất rõ ở các vùng phía Bắc nước ta. Vào mùa hè, ngày rất dài và đêm ngắn. Ngược lại, mùa đông thì ngày ngắn và đêm dài. Vì vậy, mùa chim làm tổ ở miền Bắc thường vào cuối xuân bước sang mùa hạ. Ở các vùng nhiệt đới, nơi mà thời gian chiếu sáng của mặt trời không thay đổi nhiều trong cả năm, thì sự thay đổi của độ ẩm không khí đóng vai trò quan trọng đến mùa sinh sản của chim. Các loài chim thường bắt đầu cất tiếng hót từ sáng sớm. Những âm thanh cất lên hăng hái, rộn ràng nhất vào lúc mặt trời vừa mọc, giảm dần cho đến lúc gần trưa, để rồi lại tiếp tục mạnh lên vào khoảng xế chiều. Thời kỳ hót dồn dập nhất của chim thường diễn ra vào đầu mùa sinh sản, lúc mà ranh giới vùng làm tổ còn đang tranh chấp. Đây cũng là thời điểm mà nhiều chàng chim trống cất cao giọng hót để mời gọi bạn tình. Ít lâu sau, tiếng hót của chim có phần thưa thớt hơn, nhưng lại giàu chất tình cảm hơn. Nó mang nhiều ý nghĩa khẳng định lòng trung thành giữa đôi bạn trong mùa làm tổ hơn là để xác định vùng đất, vùng trời. Dường như trong thế giới các loài chim có một quy luật bù trừ. Những loài có màu sắc khiêm tốn lại thường là những ca sĩ tài ba nhất. Ít loài chim có thể hội tụ đủ cả hai yếu tố là thanh và sắc. Điều này được lý giải là những loài chim có bộ lông rực rỡ thì ngôn ngữ để tỏ tình của chúng chính là màu sắc, là dáng điệu. Chim trống nào có bộ cánh sặc sỡ cùng những vũ điệu quyến rũ thì cơ hội thu hút bạn tình của chúng sẽ cao hơn. Trong khi đó, những loài chim không có bộ cánh bảnh bao, không có vẻ đẹp bề ngoài hấp dẫn thì thiên nhiên đã phú cho chúng giọng hót mê ly. Chúng trông mộc mạc như hòn đất, củ khoai, nhưng lại ngự trị cả một vùng rộng lớn bằng giọng hót véo von, say đắm. Sau những nghi lễ khoe mẽ và kết đôi, chim bắt đầu tìm nơi làm tổ. Việc làm tổ là một hiện tượng rất quan trọng trong đời sống của các loài chim. Tổ là nơi che mắt kẻ thù, nơi chúng đẻ trứng, ấp và nuôi chim non cho đến lúc trưởng thành. Tổ giữ cho trứng và chim non được ấm áp, giảm tỷ lệ tử vong do những tác động không thuận lợi của môi trường.
Nhờ có tổ mà số lượng trứng chim thường ít hơn so với các loài động vật có xương sống bậc thấp như cá, ếch nhái, bò sát, nhưng số chim trưởng thành vẫn cân bằng trong tự nhiên. Mỗi loài chim lại có cách xây tổ riêng, không loài nào giống loài nào. Chỉ cần quan sát tổ là các chuyên gia có thể xác định được chủ nhân của nó là loài chim nào. Có nhiều tổ chim được hình thành một cách tự nhiên, đơn giản, nhưng cũng không ít loài đã phải mất rất nhiều công sức để xây chiếc tổ cho mình. Đây quả là những công trình nghệ thuật mà các nghệ sĩ đã kỳ công tạo dựng. Việc chọn nơi làm tổ ở mỗi loài chim cũng rất khác nhau. Với những loài làm tổ tập thể, đến mùa sinh sản, cả tập đoàn trở về nơi làm tổ truyền thống của mình. Mỗi cặp đôi sẽ tìm lấy một chỗ thuận tiện để đặt chiếc tổ hay đẻ trứng trực tiếp lên nền đất hoặc nền đá. Trong khi đó, các loài chim làm tổ riêng lẻ đều có sự lựa chọn vị trí một cách chu đáo, an toàn. Chúng phải mất tới hàng tuần để tìm được một địa điểm thích hợp xây chiếc tổ của mình. Đôi khi, dưới gậm thác lại là nơi làm tổ thích hợp của một loài chim nào đó. Vị trí này có thể rất nguy hiểm khi lũ về, nhưng lại là nơi an toàn để che mắt kẻ thù. Chính vì vậy, chúng đã phải cân nhắc thời gian đẻ trứng vào cuối mùa khô là lúc mà dòng suối cạn nhất. Khi chim non trưởng thành, cũng là thời điểm mùa mưa ập tới, sẽ thuận lợi cho việc kiếm mồi. Sự mạo hiểm có tính toán đã giúp các loài chim sinh tồn qua mọi thời điểm. Điều quan trọng bậc nhất đối với chỗ làm tổ là phải bảo đảm an toàn, tránh mưa nắng và tránh được cả con mắt rình mò của kẻ thù. Về mặt này, quả là các loài chim có rất nhiều tài năng. Thông thường, những loài chim nhỏ lại có kỹ năng ngụy trang tổ giỏi hơn các loài chim lớn. Điều này cũng phù hợp với quy luật tiến hóa của sinh vật. Những loài nhỏ không có sức mạnh để tự bảo vệ, nên chúng phải sử dụng vũ khí ngụy trang để che mắt kẻ thù. Đây là một đặc ân sáng tạo của tự nhiên để cân bằng hệ sinh thái trên hành tinh. Loài trích đớp ruồi má xám là một ví dụ điển hình về kỹ thuật xây dựng tổ ngụy trang. Loài chim nhỏ thuộc họ chim lâm oanh này đã sử dụng các vật liệu có sẵn trong rừng để xây tổ, giống với lớp rêu phủ trên cây. Chúng đã phối cảnh rất tài tình để toàn bộ không gian thành một khối thống nhất. Công trình hoàn chỉnh đến mức, mặc dù được làm cạnh đường mòn, nhưng cũng không dễ để chúng ta nhận thấy. Công sức của chim dành cho mùa sinh sản quả là rất lớn. Hẳn các loài chim cũng nhận biết được những hiểm họa luôn rình rập xung quanh, nên mới cố công xây những chiếc tổ cầu kỳ. Thậm chí màu sắc của con chim khi nằm ấp trứng cũng giống hoàn toàn với quang cảnh xung quanh. Tổ chim hài hòa đến mức gần như tàng hình trước mắt mọi kẻ thù. Thế giới tự nhiên thật kỳ diệu và luôn ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Cuối mùa xuân là thời điểm những con chim di cam bắt đầu kết đôi cho mùa sinh sản. Chim di cam thường chọn các bụi cây ven suối hoặc dọc các lối mòn để xây ngôi nhà hạnh phúc.
Chúng cũng thích làm tổ ở những cành cây nhỏ gần với nơi sống của con người. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng lại hoàn toàn hợp lý đối với loài chim nhỏ bé này. Do không có sức mạnh để tự bảo vệ tổ, di cam biết dựa vào những kẻ to lớn hơn. Vì làm tổ gần con người sẽ tránh được các loài chim ăn thịt và thú rừng đến bắt trứng và chim non. Đó là một sự tính toán hợp lý của chim di cam để đảm bảo sự an toàn cho tổ. Chúng đã mạo hiểm chọn những vị trí nhạy cảm để làm tổ, nhưng thực ra đó lại là nơi an toàn nhất đối với loài chim yếu thế này. Trong quá trình làm tổ, chim trống có nhiệm vụ kiếm vật liệu tha về cho chim mái xây dựng. Lớp vỏ ngoài của tổ được làm bằng rơm, rác hoặc rễ cây để tạo sự vững chắc. Lớp trong cùng thường là cỏ mềm và lông vũ để tạo nên sự êm ái cho chim non. Chim mái sử dụng chiếc mỏ khéo léo dệt nên một chiếc tổ xinh xắn, chuẩn bị cho giai đoạn nằm ổ. Sau một tuần làm việc chăm chỉ, tổ ấm hạnh phúc đã dần hoàn thiện. Đó là một ngôi nhà xây kín, chỉ bớt lại một lỗ cửa kín đáo cho chim bố mẹ chui vừa. Lúc chuẩn bị lâm bồn, chim mái nằm cả ngày trong tổ. Trong lúc đó, chim trống canh bên ngoài, hồi hộp chờ đợi. Chim mẹ đẻ trứng xong và bay ra, thì chim bố vội vã chui ngay vào tổ. 5 quả trứng xinh xắn là thành quả ban đầu của chúng. Sau đó, đôi chim di sẽ thay nhau nằm ổ để giữ cho trứng luôn duy trì ở nhiệt độ ổn định. Những quả trứng đã được thụ tinh sẽ tạo thành hợp tử. Ở nhiệt độ ổn định, hợp tử sẽ phát triển thành phôi. Phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai phát triển thành chim non. Sau 10 ngày ấp nở, 3 chú chim non đã tự mổ vỡ vỏ trứng để chui ra đón chào cuộc sống mới. Lúc mới sinh, chim non có tốc độ tăng trưởng khá nhanh nên cần một lượng lớn chất bổ dưỡng, đặc biệt là nguồn thức ăn giàu đạm. Trong khi đó, dạ dày chúng chưa phát triển hoàn chỉnh nên không thể tiêu hóa các thức ăn ngoài. Để giải quyết vấn đề này, chim mẹ đã tiết ra một chất sữa từ một cơ quan gần cuống họng gọi là sữa diều. Trước đó vài ngày, chim bố mẹ đã bắt đầu sản xuất sữa diều. Việc tiết sữa tiêu tốn nhiều năng lượng nên đòi hỏi chúng phải phối hợp cùng nhau. Sữa diều của chim di cam giống như sữa của động vật có vú. Nó là một chất lỏng sền sệt màu trắng như cháo bột. Hàm lượng protein và chất béo chứa trong sữa diều cao hơn cả sữa bò. Thành phần bao gồm chất chống oxy hóa, chất miễn dịch, protein, lipid, muối khoáng và vitamin. Ngoài ra, trong sữa diều còn chứa cả các loại men tiêu hóa, giúp chim non dễ hấp thụ hơn. Khi đàn con đã no bụng, chim mẹ dùng mỏ đào 2 quả trứng còn lại vào lòng
để tiếp tục ấp nở. Hơi ấm từ cơ thể nó sẽ duy trì nhiệt độ trong tổ được ổn định, giúp những quả trứng còn lại tiếp tục phát triển. Chờ đợi mãi, cuối cùng chỉ có thêm một con non nữa chào đời. Quả trứng còn lại đã không tránh khỏi quy luật đào thải khắc nghiệt của tự nhiên. Nó mãi mãi không thể nở thành con. Vài ngày đầu, chim bố mẹ hạn chế đi kiếm ăn để tránh lẫn hạt vào sữa diều của con non. Từ ngày thứ ba trở đi, chúng sẽ pha lẫn hạt vào thành phần thức ăn để chim con quen dần. Sau đó, chim bố mẹ sẽ bắt đầu cho con ăn hoàn toàn bằng thức ăn ngoài. Sau 10 ngày chui ra khỏi vỏ, đàn chim con đã lớn phồng phao và mọc đủ lông cánh. Chim bố mẹ phải bay khắp cánh rừng để kiếm thức ăn. Chúng thu nhặt đầy diều, rồi vội vã bay ngay về tổ. Chim bố mẹ phải dướn người rất khó nhọc để thức ăn từ diều trào ngược lên cổ. Chúng lần lượt phân phối đều thức ăn cho đàn con. Chim di cam là loài ăn các hạt cứng, nhưng lại nuôi con chủ yếu bằng côn trùng. Chim non trưởng thành nhanh nên hoạt động trao đổi chất rất mạnh. Vì vậy, chúng cần thức ăn giàu dinh dưỡng để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày. Thời điểm đầu mùa mưa cũng là lúc côn trùng nở rộ, nên việc kiếm mồi sẽ dễ dàng hơn. Bốn cái miệng luôn háu đói đòi ăn, nên chim bố mẹ phải lao động cật lực mới kiếm đủ lượng thức ăn cho chúng. Tình mẫu tử thiêng liêng đến kỳ lạ. Chim bố mẹ với túng lông sơ xác vẫn cố vươn người để mớm mồi cho đàn con đang lao nhao há mỏ dành thức ăn. Sự chăm sóc tận tình của bố mẹ giúp bốn chú chim non lớn nhanh từng ngày. Sau khoảng nửa tháng, chúng đã mọc đủ lông cánh và có thể bắt đầu những buổi tập truyền cành. Khi chim con có thể tự kiếm ăn, chim bố mẹ sẽ rời tổ để đàn con dần thích nghi với cuộc sống tự lập. Lại một mùa sinh nữa trôi qua, những thế hệ chim con vẫn đều đặn ra ràng để hòa nhập vào ngôi nhà sinh thái. Chúng sẽ viết tiếp những câu chuyện mà tổ tiên đã làm để cuộc sống luôn tiếp diễn nơi thiên nhiên hoang dã.